Hello, xin chào mọi người. Video này mình sẽ hướng dẫn cài driver cho Win 10 nhé. Đây, trên màn hình của mình là một cái Win 10 ha. Tại chuyển Win, chuyển đồ đĩa linh tinh hết, cuối cùng nó làm mất cái driver luôn. Thì thông thường khi các bạn cài Win lại thì nó sẽ cập nhật driver ngay khi lúc đó luôn, cho nên là các bạn không phải cài. Nhưng mà khi các bạn bị mất driver rồi, các bạn thiếu driver nào đó thì các bạn muốn bổ sung hoặc là muốn cập nhật những driver khác đó, thì các bạn có thể tải cái phần mềm này. Đây, trên cái trang này mình sẽ để link ở dưới phần mô tả của video cho các bạn tải về ha. Thì khi các bạn tải, các bạn chọn lên này, nó chọn vào cái dưới này, còn các bạn ở cái bản bao nhiêu đó thì các bạn tải về ha. Thì phần mềm này nó vẫn là phần mềm AC driver pass này. Nói chung là hình như ngày trước mình xài nó cũng vậy à, nó cũng một phiên bản đó, nhưng mà nó chia ra thẻ Win khác nhau thôi. Win 7 mình cũng hay xài cái này, nó rất là tiện, tự động nó cập nhật tất cả luôn này, graphics các thứ luôn ha. Graphics Audi rồi mạng này, rồi motherboard, hay là cái driver của cái bo mạch luôn, thì đầy đủ hết rồi ha. Mà rất dễ, là rất là đơn giản, sử dụng rất là đơn giản ha. Nếu mà các bạn thấy tải trên đây lằng nhằng quá thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ lưu nó về bên cái driver của mình á, mình sẽ để trên đó và cho các bạn tải trực tiếp. Tại vì tải đây nó sẽ ra rất là nhiều nhé, nó tải trên Mega này, nhưng mà trước khi mà đến cái đoạn Mega này này, nó sẽ phải chạy qua rất là nhiều thứ. Đó là chạy qua cái quảng cáo á, cái gọi là cái phần mềm rút gọn lên á. Đây thì sẽ mở thử cho các bạn coi ha. Mình nhấn vô rồi nhé. Tại trên Mega này thì cũng tương đối là cũng nhanh ấy, cũng không có lâu lắm. Nó quay như một cái trong trống. Thì khi mà tải đây, tại vì cái trang này nó loát quảng cáo rất là nhiều nhé các bạn. Đây này, nó trên Mega Link này. Mega Link ngày trước mình có xài, ngày trước mình cũng có kiếm tiền trên cái Mega Link này này, nhưng mà nó quảng cáo nhiều quá, lằng nhằng quá, cho nên là mình bỏ thì không chơi nữa, tại làm phiền các bạn. Có thể là mình muốn chia sẻ một cái phần mềm ứng dụng nào đó, đó các bạn đã nhìn thấy đây này, quảng cáo rất là nhiều nhé, cho nên là rất là lằng nhằng, phải nhấp tới 5-6 lần thì mình mới vô được cái trang download của nó, cho nên rất là phiền phức. Mình ghét trang này, biết là nó cho tiền nhiều ấy, nó trả tiền cho mình rất là nhiều, nhưng mà mình thấy rắc rối quá, mình bực. Mình tắt đi ha. Nói gì mình sẽ cố gắng, mình sẽ load về đây rồi. Đây, mình đã load về driver đây. Mình sẽ úp lên cái driver của mình, Google driver của mình, mà sẽ để lên ở dưới phần mô tả của video cho các bạn. Các bạn thích tải trên tiếp trên web này cũng được, hoặc là trên cái driver của mình cũng được ha. Rồi, sau khi các bạn tải xong, các bạn sẽ mở nó lên. Đây, mình sẽ mở nó lên và giải nén nó ra nhé. Nó trốn nó lại ta. Đây, nó nằm đấy ha, driver Win 10 này. Mình sẽ chụp phải, giải nén, các bạn chọn lên, giải nén nó. Rồi, chờ một lúc nó sẽ giải nén ra cho các bạn. Để sẽ bóng hơn này đi, chờ nó nhẹ mấy. Lúc mà không có cái driver nhìn màn hình cho nó téo téo nhỉ, nó to, lót mình nó bực cả mình nha. Thì khi mà các bạn biết được nó có nhận driver cạc hay không này, khi mà chụp phải thì nó sẽ hiện ở đây, hiện một cái dòng nữa. Nếu các bạn dùng cạc đỏ và cạc xanh thì nó hiển thị ở đây, cái phần mềm của nó tương ứng ở đây đó. Rồi, như vậy là đã lót xong rồi ha. Mình sẽ tiếp tục mở lại này, download này. Rồi, thì sau khi giải nén xong thì nó đã ra một cái thư mục ở đây ha. Sẽ mở nó lên. Rồi, như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây. Rồi mình sẽ mở cái phần này, mở cái tệp này lên này. Nhớ nhé, các bạn nhìn này, application nó cái tệp có thể mở này. Nó báo có một con virus to đùng. Win 10 nó vậy, nhưng mà cũng không phải đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy nhé. Đây, mình sẽ install. Tiêu rồi các bạn, nó xóa mất cái file của mình rồi. Bây giờ mình sẽ phải tắt phần mềm dịch virus đi ha. Thì các bạn cũng bị như vậy thì các bạn nên tắt phần mềm dịch virus đi trên cái Win 10 này này. Hết đi.
Đó, nó vừa báo ấy, mình biết ngay mà, thế nào nó cũng bị xóa cái file. Tắt hết đi nhé, tắt tất cả những cái này luôn đi cho an toàn đó. Đó, tắt xong ra ngoài chắc là ok rồi, tắt cái đó được rồi. Nếu nó báo nữa mình sẽ tiến hành tắt tiếp thôi. Rồi, rồi, ok, thế nó off rồi. Rồi, sẽ mở lại thử này. Đây làm đây chắc là lên rồi, chắc là lên rồi, đấy là nó báo nên là nó chặn lại, nó không cho mở ấy chứ. Giờ chắc là lên rồi, đây nó hiện rồi các bạn ơi, đây nó hiện rồi, đang chạy rồi nhé. Thì các bạn mà nếu bị xóa cái file này, các bạn sẽ giải nén lại nhé, các bạn tiến hành giải nén lại như lúc nãy mình làm ấy, giải nén nó đi và sẽ chạy như thế này. AC Vapor này nó bắt đầu chạy rồi đó, tiến trình chạy. Rồi sau khi chạy xong nó hiển thị lên như thế này, cái CPU của mình này, chạy 94%. Cây này cây củ bắp của mình chạy lúc nào nó lót 100%, nhìn thấy tội ghê. À, thì hiện tại nó đang có một cái chỉ báo trên này thôi, không có hiển thị full hết nữa. Rồi thì bây giờ mình sẽ chạy auto luôn nhé, mình nhấn chữ start này, các bạn để ý nhé, start này. À, nó vẫn báo thì rút 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 cái đầu nó này. Ok, các bạn nhấn ok nó sẽ chạy nha các bạn ha. Nó sẽ load về cho các bạn này các driver cần thiết. Nó báo này có một con driver là con virus to đùng ở đây này. Đó, làm ơn phải reset lại máy tính để nó xóa cái con virus này đi. Và sau khi các bạn đã kích hoạt xong, các bạn chờ một lúc nó sẽ xong thì mình sẽ tiến hành reset lại máy là ok. Báo hoài để mình tắt thêm về nữa cho nó chắc chắn. Nói chung nó hiện lên nào tắt cái đó, tắt rồi này, nó mở ra đó mình tắt rồi, sẽ tắt luôn cả bên kia luôn. Mình tắt luôn cả bên mất này, mình tắt luôn cả bên mạng này, mất cả mình mất cả lỗi này. Rồi ok, tắt vậy xong rồi. Rồi ok này, đã chạy xong rồi này ha. Sau khi chạy xong rồi thì bây giờ mình sẽ khởi động lại máy tính nhé. Rồi, sau khi xong rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành khởi động lại cái máy tính này ha. Giờ mình sẽ tạm dừng một chút, chút nữa mình sẽ tiếp tục.